Ông Thích Minh Tuệ, Lê Anh Tú tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực. Trưa mùng 3 tháng 6, cổng thông tin của Ban Tôn giáo Chính phủ cho hay sau khi một số người đi bộ theo ông Tú gặp vấn đề sức khỏe, cơ quan chức năng đã gặp gỡ, trao đổi về việc nhà nước tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người, chính quyền địa phương tạo điều kiện để ông được đi bộ, hành trì theo ý nguyện, song cần bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe cho người dân và sự ổn định xã hội. Ông Lê Anh Tú đã nhận thức rõ quyền và nghĩa vụ của công dân, tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực, theo ban tôn giáo chính phủ. Trong hành trình đi bộ từ Bắc vào Nam, chiều qua ông Thích Minh Tuệ và đoàn người đã tới đường Tránh Huế, đoạn qua phường Hương Hồ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau khi đi bộ được gần 20 km, đoàn người dừng chân nghỉ qua đêm tại một nghĩa trang ven đường. Cảnh sát giao thông đã hướng dẫn ô tô lưu thông qua quốc lộ 1, không vào đường Tránh Huế để đảm bảo an toàn cho đoàn. Sáng nay, hàng trăm người mang theo nước uống, thức ăn lên đường tránh thành phố Huế đoạn qua xã Hương Thọ, Hương Hồ chờ đảnh lễ ông Thích Minh Tuệ. Không thấy ông, nhiều người rời đi, một số tìm quán cà phê ven đường tiếp tục chờ. Ông Thích Minh Tuệ, Lê Anh Tú, 43 tuổi, trú tại huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai. Từ năm 2017 đến năm 2023, ông ba lần đi bộ khất thực từ Nam ra Bắc và ngược lại. Năm 2024, lần thứ tư ông đi bộ từ tỉnh Khánh Hòa, theo trục đường chính lên Cao Bằng, Hà Giang, và hiện đi theo chiều ngược lại. Trong hành trình trở về, nhiều người đã đi theo một số livestream hình ảnh ông Tuệ. Ngày 30 tháng 5, đoàn người tới Quảng Trị giữa tiết trời nắng nóng, thành viên trong đoàn là ông Lương Thanh Sơn, 47 tuổi bị sốc nhiệt, suy đa tạng, xuất huyết tiêu hóa dẫn tới tử vong. Ngày 2 tháng 6, thêm hai phụ nữ bị sốc nhiệt, đuối sức, đã được cấp cứu. Hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam từng có công văn gửi đến Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố. Nếu ông Lê Anh Tú không phải tu sĩ Phật giáo, không tu tập và không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa, cơ sở tự viện nào của giáo hội Phật giáo Việt Nam. Về phía mình, ông cho biết từng có thời gian ngắn tu tập tại một ngôi chùa, được đặt pháp danh là Thích Minh Tuệ. Lâu nay ông chưa từng nhận là tu sĩ và bản thân cũng cảm thấy chưa xứng đáng làm tu sĩ bởi đạo đức của mình chưa đạt đến cảnh giới đó. Ông muốn bộ hành chọn đời, mục đích chỉ muốn thực hành những lời dạy của Đức Phật nhằm giúp hoàn thiện bản thân. Ông Thích Minh Tuệ nói những người đi theo không phải đệ tử của mình, nhưng nếu ai muốn đi cũng không cản. Nếu mọi người đi theo để tập bộ hành, rèn luyện sức khỏe, bước thẳng hàng, giữ yên lặng trật tự thì tốt. Còn tập trung che nhau xô đẩy để ghi hình, phát trực tiếp, la ó lộn xộn thì không nên. Ông Lê Anh Tú cho biết quê gốc ở xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Năm 1994, gia đình chuyển vào tỉnh Gia Lai sinh sống. Trước đây ông từng có thời gian ngắn tu tập tại một ngôi chùa, được đặt pháp danh là Thích Minh Tuệ. Minh có nghĩa là sáng, Tuệ là trí tuệ, ý nghĩa cái tên là con đường soi sáng. Sau này khi cảm thấy không còn duyên ở chùa, con ra ngoài và vẫn giữ pháp danh này, ông Tú giải thích. Ông Tú cho hay mình không phải là tu sĩ Phật giáo, không tu tập và không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa, cơ sở tự viện nào của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Những năm qua, ông chỉ nghe lời giảng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tập học tu hạnh đầu đà. Tu hạnh này có 13 pháp khổ hạnh. Trong đó hạnh đầu đà là một trong những pháp môn cao nhất và kinh điển nhất của Phật pháp. Người tu hạnh đầu đà chấp nhận những khó khăn trong các vấn đề ăn, mặc, ở, mặc áo vá, khất thực, ngày ăn một bữa, không nhận tiền cúng dường, khước từ mọi tiện nghi. Để theo tu hạnh đầu đà, ông Tú bắt đầu đi bộ tới nhiều tỉnh thành từ năm 2017. Thời gian đầu, đôi lúc ông di chuyển bằng xe khách. Năm 2020 đến nay, ông Tú luôn bộ hành tuyệt đối, chỉ đôi lúc di chuyển bằng đường thủy thì phải dùng thuyền hoặc đò qua sông. Đến nay, ông đã đặt chân đến gần như khắp mọi miền đất nước, chỉ còn ba tỉnh Tây Ninh, Trà Vinh, Bến Tre là chưa tới bởi những địa phương này không nằm trên trục đường chính. Hành trình của con là muốn bộ hành trọn đời. Mục đích không nhằm truyền tải điều gì, bởi mọi điều trong Phật Pháp đã có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy rồi. Con chỉ muốn thực hành những lời dạy của Đức Phật nhằm giúp hoàn thiện bản thân. Lúc đi bộ con luôn ước nguyện cho mọi người khi nào cũng được hạnh phúc, sống vui vẻ với gia đình, ông Tú nói. Ông Tú chia sẻ trước đây từng nghi ngờ những lời dạy của Đức Phật, nay chín chắn hơn nên muốn học tập, làm theo những lời dạy đó để xem có được hạnh phúc an lạc không. Khi quyết định bỏ nhà, bỏ việc để bộ hành, bản thân ông đã suy nghĩ rất kỹ, sau đó mới xin phép bố mẹ lên đường. Vì quyết tâm theo khổ hạnh đầu đà nên quá trình đi bộ ông Tú luôn tự nhặt các tấm vải vứt ở bên đường hoặc trong thùng rác rồi may lại làm quần áo mặc. Ai đó cố tình vứt cho ông sẽ không nhận. Mỗi ngày ông chỉ ăn một bữa. Khi đi trên đường nếu gặp người có tâm có duyên gửi cơm chay hoặc nước thì ông dùng vừa đủ qua các con sông suối ông dừng lại tắm rửa buổi tối ông thường nghỉ ngơi bên đường những lúc muốn đi vệ sinh thì ghé vào các cây xăng đối với con thì tất cả hành trình đi bộ đều không khó khăn khi di chuyển nếu tâm mình an lạc hạnh phúc và vượt qua được những trắc trở thì sẽ cảm thấy không còn bất cứ trở ngại gì ở phía trước nữa ông nói quá trình đi bộ có nhiều người mang áo giống nhà sư đi theo Ông Tú nói họ không phải đệ tử của mình, nhưng nếu ai muốn đi cùng thì cũng không cản. Thỉnh thoảng nghỉ ngơi trò chuyện, ông luôn khuyên họ nhớ xin phép gia đình, nếu khi nào cảm thấy không muốn tiếp tục hành trình thì có thể trở về nhà. Còn nếu ai đó phát tờ rơi hay nhận tiền bạc rồi nói con chung với họ là không đúng. Đồ đạc con tự mang, không cần những người đi cùng bảo vệ hay nhận tiền thay. Họ nhận thì họ tự chịu, ai làm tự nhận lấy hậu quả và bị xử lý, ông Tú nói. Về việc những ngày gần đây khi đi bộ qua các tỉnh thành được nhiều người dân vây quanh chụp ảnh, quay phim. Ông Tú cho hay nếu mọi người đi theo mình để tập bộ hành, rèn luyện sức khỏe, bước thẳng hàng, giữ yên lặng trật tự thì tốt. Còn tập trung che nhau xô đẩy để ghi hình, phát trực tiếp, la ó lộn xộn thì không nên, bởi việc tạo ra ồn ào sẽ gây ra sự khó chịu cho những người xung quanh. Dù không liên lạc với gia đình suốt 6 năm qua bởi không dùng điện thoại, mạng xã hội, song ông Tú chia sẻ lúc nào cũng nhớ tới công ơn sinh thành, dưỡng dục của bố mẹ. Bản thân luôn tâm niệm làm theo lời Phật dạy để đền ơn, cầu nguyện cho người thân, gia đình được may mắn, bình an. Không có tài sản vật chất, nhưng ông cho người thân niềm tin là không bao giờ làm khổ họ, ví dụ như để xảy ra vi phạm pháp luật hay làm ảnh hưởng tới các tổ chức Phật giáo. Phản hồi việc hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định ông Tú không phải là tu sĩ Phật giáo, ông Tú nói không liên quan đến văn bản trên từ lâu nay ông chưa từng nhận là tu sĩ và bản thân cũng cảm thấy chưa xứng đáng làm tu sĩ bởi đạo đức của mình chưa đạt đến cảnh giới đó. Từ xã y Tô, huyện Giai, tỉnh Gia Lai, ông Lê Xuân 84 tuổi, bố của ông tú, chia sẻ gia đình có bốn người con, Lê Anh tú là con thứ hai, học hết phổ thông thì đi nghĩa vụ. khi xuất ngũ, tú chuyển sang học trung cấp rồi theo người bạn về Phú Yên làm đo đạc địa chính cho một công ty tư nhân. đến năm 2015 Tú bất ngờ trở về nhà xin bố mẹ xuất gia để giải thoát. Sau một đêm suy nghĩ, vợ chồng ông Xuân đồng ý cho con đi tu, song vẫn dặn dò Tú đã quyết định đi tu thì đừng phá giới, còn không thì ở nhà làm ăn lấy vợ. Theo ông Xuân, trước lúc đi Tú nói sẽ theo học một tu viện ở Sài Gòn, từ đó đến nay, gia đình không còn liên lạc với con nữa. Mấy hôm trước người trong làng cho xem các video gây chú ý trên mạng, ông Xuân mới nhận ra con mình. Vợ chồng thấy con ăn uống kham khổ, gầy, đen cũng thương. Nhưng cái nghiệp cháu vậy thì gia đình luôn ủng hộ. Mong con chân cứng đá mềm, không ham mê tiền bạc, vật chất và tu thành chính quả, ông Xuân nói. "Nguồn tin từ cơ quan chức năng tại Thừa Thiên Huế cho biết, sau khi ông Lê Anh Tú, tức sư Thích Minh Tuệ, tự nguyện dừng cuộc đi bộ khất thực, lực lượng chức năng đã hỗ trợ đưa ông đến nơi mà ông mong muốn." Tại đây, ông Lê Anh Tú đã được chính quyền địa phương hỗ trợ làm căn cước công dân để có giấy tờ tùy thân, đảm bảo quyền công dân theo quy định pháp luật.